Ngày 21 tháng 6 năm 2019, hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ làng Túc Cầu có lẽ đã vỡ tan nơi đáy tim khi nghe tin cầu thủ thân tượng của họ, Fernando Torres đã từ sự nghiệp. Cái tên từng làm say đắm bao con tim yêu bóng đá đẹp của thế hệ 9X đời đầu và 8X đời cuối sau quãng thời gian thi đấu dưỡng già tại xứ sở mặt trời mọc đã chính thức nói lời chào tạm biệt với trái bóng tròn. Torres khi đó đã 35 tuổi và anh hiểu rằng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể đánh bại bạo chúa thời gian. Như vậy là Torres đã giải nghệ và hình ảnh chàng trai lãng tử tóc vàng lướt đi nhanh như gió trên khắp các mặt cỏ châu Âu của thập kỷ 2000-2010 chỉ còn lại trong ký ức của người hâm mộ. Với nhiều người, anh chính là một phần thanh xuân của họ. Ngày anh rời xa thế giới Túc Cầu, những giọt nước mắt tiếc nuối đã lăn dài trên gò má của rất rất nhiều cổ động viên nhiệt thành. 3 năm sau, những giọt nước mắt ấy lại được một lần nữa trực chờ xảy ra khi World Cup 2022 đến gần, kỳ World Cup của rất nhiều những lần đầu mới mẻ và cả những lần cuối đầy hoài niệm. Một thập kỷ trôi qua, thế hệ những cầu thủ cuối 8X và đầu 9X mới ngày nào còn được xem là những tài năng trẻ, luôn tìm cách vươn lên để tỏa sáng cùng thế hệ đàn anh, thì nay tất cả đã gần đi hết chương cuối trong sự nghiệp thi đấu bóng đá của mình. Những Messi, Ronaldo, Suarez, Neymar đều dường như đã đi đến chặng cuối cùng của sự nghiệp của họ. Sân khấu bóng đá giờ đây đang chờ đón một thế hệ mới tài năng không kém, mà những Mbappe hay Haaland là những đại diện tiêu biểu. Với những cái tên nào đã ghi dấu ấn mãnh liệt trong trái tim cũng như khối óc của người hâm mộ 8-9X và giờ đây đang cháy nốt những ngày tươi đẹp vinh quang cuối cùng. Ngay sau đây, quý vị và các bạn hãy subscribe kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm của Tuyển Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi điểm mặt đặt tên những cầu thủ đã và đang là một phần ký ức kể trên nha. Linh hồn của đội tuyển Bồ Đào Nha, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử cấp độ đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo, năm nay đã đạt ngưỡng 37 tuổi. Khó có thể tìm ra một cầu thủ ở cùng độ tuổi nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới, đặc biệt là ở môi trường Premier League như CR7. Anh là hình mẫu về sự khổ luyện, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng thời gian không bỏ qua một ai. Ở độ tuổi 37 và rất ít người có thể hy vọng 4 năm sau sẽ tiếp tục được chứng kiến siêu sao người Bồ thi đấu tại một sân chơi như World Cup. Có thể nói, World Cup 2022 sẽ là cơ hội cuối của Ronaldo rực cháy những tinh hoa danh giá nhằm khép lại trọn vẹn sự nghiệp của bản thân. Bởi lẽ ở cấp độ câu lạc bộ, thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng Ronaldo đã không còn giữ được vị thế hàng đầu vốn có. Vị tân thuyền trưởng của Manchester United Erik Ten Hag đã tống ra anh lên băng ghế dự bị ở 3/4 vòng đấu. Điều mà chưa từng nhà cầm quân nào trong lịch sử làm như vậy kể từ khi các tên CR7 trở nên thành danh. Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại mà Ronaldo đang sở hữu, cũng như những cống hiến không biết mệt mỏi cho Man United ở mùa giải vừa qua. Một mình anh đã gồng cánh cả con tàu rệu rã của nơi đó thành Manchester, chạm vị trí thứ 6 cuối mùa, qua đó giành lấy tấm vé cuối cùng tham dự các cúp châu Âu. Nhưng thế thời, Ten Hag đã đến và ông thầy mới khó tham vọng dựng nên một vương triều nguy nga tráng lệ tại sân Old Trafford. Chỉ tiếc là vương triều rực rỡ trong giấc mơ của huấn luyện viên người Hà Lan không có chỗ cho Cristiano Ronaldo. Điều tận cùng tàn, từ nghìn xưa đến nay, mỗi khi một triều đại xoán ngôi, những vị vua lại tìm cách loại bỏ đi những công thần đã có ơn phò tá. Bởi lẽ quyền thần không thể vượt qua, công cao thì át chủ, giữ họ lại chỉ rước thêm mầm mống tài họa về sau. Đó cũng là cách mà Ten Hag đang làm tại nhà hát của những giấc mơ hiện tại. Ronaldo dẫu không có công phò tá ông, nhưng nghiễm nhiên là bậc đại công thần tại Manchester United khi cống hiến cả tuổi xuân son sắc ở giai đoạn đầu và kinh nghiệm, bản lĩnh quý báu ở giai đoạn sau này. Dẫu thời gian cống hiến có phần ngắt quãng, nhưng cái tình mà Ronaldo dành cho Manchester United là không phải bàn. Lẽ dĩ nhiên, cái tình mà người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đáp lại cho anh cũng thật lớn lao. Chẳng biết có phải vì thế mà Ten Hag lo sợ rồi một ngày quyền lực của mình bị CR7 vượt mặt hay không? Chỉ thấy chiến lược bàn tay sắt mà ông đang áp dụng tại Man United có phần tàn nhẫn với siêu sao người Bồ. Nhưng mà mấy ai thắng được bạo chúa thời gian? Một ngôi sao có sáng đến mấy thì cũng có lúc tàn lụi. Nói Ten Hag tàn nhẫn, nhưng Ronaldo cũng đang dần đi đến hồi tàn của sự nghiệp. Tuổi tác đã làm nặng từng bước chân của anh. Tình huống anh bị trung vệ Salisu túm lại trong pha đua tốc độ dù có lợi thế xuất phát trước, hay tình huống anh đổ gục xuống sân vì bị đau dù chỉ mới vào sân được có mấy phút ở trong trận gặp Southampton cuối tuần qua. Đó là dấu hiệu cho thấy thời gian đã cướp đi của CR7 quá nhiều. Đâu rồi những bước chạy thoăn thoắt, đâu rồi những cú sút xa như búa bổ, hay những pha so vai hất văng đối thủ trên đường chạy. Pique, Puyol, Alves, những hậu vệ hàng đầu của thập kỷ trước từng trở thành gã hề dưới đôi chân của Ronaldo. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Sự nghiệp của anh tại Old Trafford sắp đi đến hồi cáo chung. Và đó cũng là hồi kết nốt cho sự nghiệp đỉnh cao của một cầu thủ lừng danh với cái tên
Cristiano Ronaldo. Nhưng đâu chỉ riêng Ronaldo, kình địch số 1 của anh, Lionel Messi, chủ nhân của 7 quả bóng vàng trong lịch sử, năm nay cũng đã 35 tuổi. Messi cũng từng chia sẻ rằng có lẽ anh sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau giải đấu tại Qatar sắp tới. Giấc mộng vàng đã đeo đuổi chàng trai trẻ đến từ Rosario gần 20 năm về trước, khi sự nghiệp của anh chỉ vừa mới chớm nở. Để rồi trong hành trình dài đằng đẵng ấy, đã có biết bao nhiêu thăng trầm xảy đến với siêu sao người Argentina. Vinh quang chói lọi mà anh có được giúp anh cùng chính Ronaldo bước vào hàng ngũ của những GOAT. Cả hai đã cùng tạo nên một cuộc đua song mã đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử suốt 15 năm qua. Nhưng Messi vẫn còn thiếu một thứ để đạt được đến tầm vóc của cố huyền thoại Maradona trong mắt người hâm mộ Argentina. Đó chính là chiếc cúp vàng World Cup. Trước khi gục ngã đầy đau đớn ngay trước ngưỡng cửa thiên đường khi chạm trán những cỗ xe tăng Đức, người Đức đã tạo nên một món nợ vô cùng khó trả với bóng đá thế giới. Và giờ đây, thế giới đang có cơ hội lớn hơn bao giờ hết để bù đắp những tổn thất ấy cho M10. Đội tuyển Argentina giờ đây có thể không còn là một tập thể đầy dẫy những sao số, nhưng họ là tập thể một người vì mọi người vì Lionel Messi. Danh hiệu World Cup mạ vàng danh giá sẽ là một đoạn kết đẹp cho sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Argentina. Bởi ở cấp độ câu lạc bộ, anh cũng đã dần đi đến hồi kết của sự nghiệp với những ký ức đáng buồn giống như kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo. Tối ngày 5 tháng 8 năm 2021, chắc chắn sẽ còn khảm sâu trong tâm trí người hâm mộ Barca một thời gian dài. Có thể sẽ là mãi mãi, bởi đó là khoảnh khắc họ phải chia tay với huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ, Lionel Messi. Anh đến, anh thấy, anh chinh phục. Đó là những gì mà Lionel Messi đã làm. Anh gia nhập Barca từ khi còn là một cậu bé và lần lượt cán những kỷ lục vĩ đại của bóng đá thế giới, viết nên những trang sử cho phòng truyền thống của Barcelona. Trong suốt 21 năm gắn bó với đội chủ sân Camp Nou, Messi đã cống hiến cho Barca những màn trình diễn xuất sắc nhất. Nơi đây cũng chắp cánh để Leo đạt được ước mơ của mình với toàn bộ những danh hiệu có thể. Tổng cộng 10 La Liga, 7 cúp nhà vua, 8 lần giành siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu và 3 lần vô địch FIFA Club World Cup. Đó là những gì mà họ đã cùng nhau giành được. Cá nhân cầu thủ sinh năm 1987 cũng giành tới 6 quả bóng vàng cho màu áo Barca, xô đổ hàng loạt kỷ lục, thiết lập nên những cột mốc cá nhân mới. Nhưng những con số này sẽ chỉ dừng lại ở 778 lần khoác áo Barca, 672 bàn thắng cùng 305 lần kiến tạo. 21 năm dài đằng đẵng là một phần không nhỏ của đời người và cuộc hành trình của Messi tại Camp Nou đã đi đến hồi kết. Đó không chỉ là nỗi đau với các culés mà còn là cơn quặn thắt tâm can của Messi. Rõ ràng đây không phải là một cái kết đẹp mà Messi xứng đáng được nhận. Anh từng chia sẻ vào thời điểm 12 năm trước: "Nếu một ngày nào đó tôi phải rời Barca thì đó là vì câu lạc bộ muốn đẩy tôi đi, bởi tôi sẽ không bao giờ ra đi." Chẳng ai ngờ rằng điều đáng buồn đó đã thực sự diễn ra. Chuyển đến thành Paris hoa lệ, nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, nhưng sao chúng ta lại thấy ánh sáng hào hoa nơi Messi đang dần lụi tàn. Mùa giải trước chắc hẳn là một mùa giải đáng quên cùng cực của siêu sao người Argentina ở cấp độ câu lạc bộ. Dù vẫn tỏa sáng và là huyết mạch quan trọng nơi đội tuyển quốc gia, nhưng Messi lại lạc lõng đến lạ thường tại sân Parc des Princes. Mọi chuyện chỉ mới chớm khởi sắc hơn ở giai đoạn đầu mùa này, đặc biệt là màn trình diễn thăng hoa trong chiến thắng hủy diệt 7-1 của PSG trước Lens. Nhưng không thể phủ nhận, sân công viên các hoàng tử giờ đây đang chìm trong những đốm lửa mâu thuẫn âm mỉ chưa bộc phát. Một rừng không thể có hai hổ. Còn trường hợp của PSG, họ có đến tận 3 mãnh chúa sơ lầm. Cái huých vai rồi bỏ đi chẳng thèm ngoái nhìn lại của Mbappe trong ánh mắt sửng sốt của Messi có lẽ là đủ để nói lên tất cả. Tại Barca, Messi như một vị thánh. Nhưng tại PSG, Messi cũng chỉ là một vị tinh tú trong giải ngân hà đầy sao của đội bóng thành Paris. Ở tuổi 35, có lẽ M10 cũng chẳng thể duy trì được phong độ đỉnh cao thêm 3 năm nữa. Sự nghiệp của anh giờ đây đã dần đi đến hồi kết ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ngày mà Ronaldo và Messi rời xa thánh điện của bóng đá của họ có lẽ đã gần hơn bao giờ hết. Nhưng Messi và Ronaldo chỉ là hai đại diện ưu tú nhất của thế hệ ngôi sao sắp sửa từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vì tuổi tác. Chung cảnh ngộ với bộ đôi siêu sao trên, đó là một quái kiệt khác trên sân cỏ, Luis Suarez. Cái tên đã in đậm, in sâu trong tâm trí của nhiều cổ động viên thế hệ 8-9X bởi tài năng, nghị lực và cả độ quái của mình. Nhưng nhắc đến Suarez, chúng ta lại không thể không nghĩ đến ngay người đồng đội thân thiết đã kề vai sát cánh cùng anh trong hơn một thập kỷ qua dưới màu áo xanh da trời của tuyển Uruguay, Edinson Cavani. Cả hai đều nằm trong nhóm những chân sút xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, không chỉ ở quốc gia mà còn là trên thế giới. Suarez và Cavani cùng đến từ Sao, cùng sinh năm 1987 và chỉ hơn kém nhau gần một tháng tuổi. Họ đã cùng nhau chinh chiến của vòng chung kết 2010 và lọt tới vòng bán kết. Họ đã cùng nhau giành chiếc vô địch Copa America 2011. Trong quãng thời gian đỉnh cao của mình, họ chính là hai chủ công của Uruguay trên khắp các đấu trường lớn nhỏ.
Đẳng cấp của Cavani và Suarez không cần phải bàn cãi, nhưng giờ đây cả hai đều đã 34 tuổi và trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp, và họ không thể gồng gánh hàng công Uruguay mãi được nữa, khi giờ đây tuổi tác như đeo chì vào đôi chân thanh thoát ngày nào của họ. Suarez sau ngày bị Barca ruồng bỏ, anh đã rực cháy nốt những tinh túy cuối cùng tại Wanda Metropolitano, trong mùa Atlético, trước khi dứt áo rời xa bán đảo Iberia đầy nắng để trở về quê nhà khoác áo đội bóng niên thiếu Nacional. Đó cũng là dấu son cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của chân sút người Uruguay. Còn người đồng đội của anh Edinson Cavani, sự chuẩn truyền cứ mãi đeo bám sự nghiệp của El Matador. Cống hiến cả thanh xuân để rồi cũng bị ruồng rẫy trong những ngày cuối tại PSG. Cavani chuyển đến sân Old Trafford để khẳng định bản thân vẫn chưa phải là hết thời. Anh đã có quãng thời gian đầu rực sáng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng đã đánh mất vị trí kể từ khi CR7 trở về mái nhà xưa. Để rồi sau 3 đời huấn luyện viên không được ngó ngàng, Cavani dứt áo rồi thành Manchester vào một ngày đầu tháng 6 theo dạng chuyển nhượng tự do, trước khi cập bến sân Mestalla chỉ ít ngày trước đây để khoác áo câu lạc bộ Valencia tại La Liga. Đây cũng có thể coi là trạng cuối cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao không kém phần vinh quang, nhưng lại gian lao đến lạ thường của chàng cầu thủ với biệt danh El Matador. Bên cạnh đó, vẫn còn vô vàn những cái tên khác vốn là thần tượng của 8x đời cuối, 9x đời đầu sắp đi đến hồi kết sự nghiệp. Sergio Busquets và Sergio Ramos, bộ đôi tiền vệ trung tâm và trung vệ không thể thay thế trong một thập kỷ qua của Tây Ban Nha, có lẽ sẽ nối gót các đồng nghiệp cũ như Xavi, Andres Iniesta, Fernando Torres chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup. Ở độ tuổi gần 35, cả hai lão tướng của La Roja có lẽ đã đến lúc nhường sân khấu cho lớp kế cận. Còn ở cấp độ câu lạc bộ, dẫu Busquets vẫn sắm vai trò quan trọng trong đội hình của người đồng đội cũ Xavi, nhưng tuổi tác đã không còn ủng hộ anh thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Nhiều khả năng anh sẽ sớm giải nghệ trong mùa áo Barcelona để khép lại một sự nghiệp vinh quang thủy chung rất đỗi đáng nhớ. Về trường hợp của Ramos, cựu công thần của sân Bernabeu đang phải chịu những ngày cám cảnh trong sự bạc bẽo ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Dưới xa Real Madrid, mái nhà của anh, Ramos có lẽ cũng đã để lại tất cả những tinh túy trong mùa áo hoàng gia. Giờ đây anh không còn là nhân tố chủ chốt ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Một cái kết buồn cho những chiến binh dũng mãnh từng đánh đông dẹp bắc hơn một thập kỷ qua dưới mái áo Real và đội tuyển Tây Ban Nha. Karim Benzema cũng gần như sẽ có lần xuất hiện cuối cùng ở World Cup năm tới. Dù mới nâng cao chức vô địch Champions League cùng Real, đồng thời là một trong những tiền đạo có phong độ ấn tượng nhất hiện tại, nhưng ở độ tuổi ngấp nghé 34, rõ ràng là thời gian của anh cũng không còn nhiều. Đội bóng hoàng gia lại còn là nơi mang tính cạnh tranh và tỷ lệ thải loại cao. Xem chừng Big Benz đang cháy những giọt tinh hoa cuối cùng để vươn mình sau những ngày tháng núp bóng người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo. Còn sự thật thì vẫn phải thừa nhận, sự nghiệp của Benzema cũng đang dần đi vào hồi kết. Chỉ là cái kết ấy đang đẹp biết bao. Tương tự với các trường hợp trên, còn là nhiều hào thủ khác của bóng đá đương đại. Đó là cặp đôi Manuel Neuer và Thomas Müller, nhà vô địch World Cup 2014 và đội tuyển Đức. Hay cặp Chiellini Bonucci vừa nâng cao chức vô địch Euro 2020 cùng đội tuyển Italia, nhưng lại bị số phận trêu ngươi với kỳ World Cup dường như là cuối cùng của sự nghiệp. Đó là chưa kể những Luka Modric, người đội trưởng bên bì của Croatia, Gareth Bale, Douto Wales hay một Zlatan Ibrahimovic đang sống những ngày tháng tươi đẹp ở quãng cuối sự nghiệp trong màu áo đỏ đen của Milan. Tất cả đều là lớn tuổi và gần như không còn nhiều thời gian cống hiến cho sự nghiệp đỉnh cao trên sân cỏ. Cá biệt, Gareth Bale còn đã chính thức chuyển đến MLS dưỡng già, khép lại một sự nghiệp đầy dẫy những vinh quang nhưng không kém phần nuối tiếc ở những ngày tháng cuối cùng qua lên mình màu áo trắng thành Madrid. Không chỉ vậy, Neymar cũng đã lên tiếng về khả năng anh có thể chia tay đội tuyển Brazil sau kỳ World Cup 2022. Tiểu Pele đã chia sẻ trong một bộ phim tài liệu mang tên Neymar and the Lion King. Anh nói: "Tôi nghĩ World Cup 2022 ở Qatar sẽ là World Cup cuối cùng của tôi. Tôi xem đó là lần cuối, bởi sau đó không biết mình còn đủ sức lực và tâm trí để chơi nữa hay không." Còn tại cấp độ câu lạc bộ, sau những lùm xùm drama với ngôi sao mới nổi Mbappe, tương lai của tiền đạo người Brazil cũng đang bất định hơn bao giờ hết. Cùng chung cảnh ngộ với Neymar có thể là bộ đôi tài năng của đội tuyển Bỉ, Eden Hazard và Kevin De Bruyne. Cả hai đều đã qua tuổi băm, với cường độ chơi bóng như hiện tại, không có gì đảm bảo họ đủ sức tham dự thêm một kỳ World Cup nào khác ngoài ngày hội mùa đông năm nay. Thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ cho đến hiện tại vẫn chưa thể chạm vào bất kỳ vinh quang nào, dù sở hữu rất nhiều ngôi sao tên tuổi. Riêng Eden Hazard trong áo câu lạc bộ cũng đang sống kiếp phận người thừa khi không còn chút giá trị nào trong đội hình của Real Madrid. Che già mang mọc, đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Thế hệ những cầu thủ từng làm say mê biết bao người hâm mộ trong suốt một thập kỷ qua này đã dần lùi lại và chuẩn bị nhường sân khấu cho thế hệ tiếp theo. Đọng lại trong mỗi chúng ta chính là những trận đấu đỉnh cao, những màn trình diễn tuyệt vời. Và hãy cảm thấy may mắn khi chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục nhìn thấy các thần tượng của mình thi đấu. Bởi biết đâu được, sau này khi nhìn lại, đó đều là những ký ức tốt đẹp.